Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cơ sở với những tin tức nổi bật diễn ra trên địa bàn các huyện, thành phố. Chiều ngày 1 tháng 3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Quang, Phùng Viết Vinh đã có buổi làm việc với phòng tài chính kế hoạch của huyện nhằm nắm bắt tiến độ triển khai kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu năm 2024 thuộc lĩnh vực tài chính ngân sách. Năm 2024, dự toán thu ngân sách tỉnh giao cho huyện Bắc Quang là 235 tỷ đồng, hội đồng nhân dân huyện giao 239 tỷ đồng trong đó thu thuế phí là 231 tỷ đồng. Đến hết tháng 2, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện được trên 42 tỷ đồng, đạt 18% so với kế hoạch tỉnh giao. Chi ngân sách trên địa bàn hơn 166 tỷ đồng, đạt 13% so với kế hoạch giao. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Quang Phùng Viết Vinh giao nhiệm vụ cho ngành tài chính trong thời gian tới cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, chủ động công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện trên các lĩnh vực, tăng cường công tác thu ngân sách, nuôi dưỡng nguồn thu trên địa bàn, phân bổ nguồn vốn và tổ chức thẩm tra, thẩm định các tờ trình, đảm bảo tiến độ theo quy định. Sớm hoàn thành quyết toán các chương trình dự án đã được triển khai, đôn đốc các đơn vị thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn đạt hiệu quả. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cũng đề nghị phòng tài chính kế hoạch cần tăng cường công tác quản lý tài sản công và kiểm tra theo dõi tiến độ các chương trình kế hoạch đã ban hành, đẩy mạnh công tác xúc tiến thu hút đầu tư ngoài ngân sách, quan tâm động viên tinh thần đội ngũ kế toán tại cơ sở đồng thời ban hành hướng dẫn nghiệp vụ đối với đội ngũ này để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Sáng ngày 1 tháng 3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029 với sự tham gia của 99 đại biểu chính thức. Đến dự có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thường trực huyện ủy Bắc Mê với chủ đề đoàn kết dân chủ, đổi mới, phát triển. Đại hội đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Minh Sơn đã thống nhất 6 chương trình hành động và các giải pháp thực hiện. Đại hội cũng kêu gọi các tầng lớp nhân dân xã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác và học tập, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Qua đó góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền xây dựng xã Minh Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Phát biểu tại đại hội, lãnh đạo huyện Bắc Mê đánh giá trong nhiệm kỳ qua, ủy ban mặt trận tổ quốc xã minh sơn đã làm tốt công tác củng cố khối đại đoàn kết toàn dân đóng góp tích cực trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội thiết thực chào mừng đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc cấp trên lãnh đạo huyện bắc mê đề nghị mặt trận tổ quốc xã minh sơn cần triển khai thực hiện ít nhất một công trình phần việc có ý nghĩa lan tỏa tiếp tục tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước triển khai thực hiện chương trình giám sát phản biện xã hội và góp ý xây dựng đảng xây dựng chính quyền với tinh thần nghiêm túc, Đại hội đã hiệp thương Dân chủ cử 30 năm ông bà tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Giám binh Sơn khóa 10, nhiệm kỳ 2024-2029, Hiệp thương Dân chủ cử đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên, gồm 14 đại biểu chính thức. Mới đây, Ban quản lý dự án Plan Sa huyện Hoàng Su Phì đã tổ chức khánh thành công trình xây dựng trung tâm học tập cộng đồng do dự án Plan tài trợ. Công trình Trung tâm học tập cộng đồng xã Pố Lổ là một trong những hợp phần thuộc dự án tăng cường trao quyền phát triển kinh tế cho thanh niên dân tộc tiểu số của tổ chức Vlen. Công trình có tổng diện tích hơn 200 m2, gồm các hạng mục nhà cấp 4 ba gian, hàng rào, nhà vệ sinh, sân cổng và đường bê tông với kinh phí hỗ trợ từ chương trình Vlen là trên 670 triệu đồng. Địa phương đứng mặt bằng, nhân dân ủng hộ ngày công, vật liệu xây dựng. Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực trong việc phục vụ các hoạt động học tập vui chơi giải trí của bà con nhân dân trên địa bàn xã, đặc biệt là có hoạt động giao lưu, học tập, tìm kiếm thông tin, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế cho nhân dân. Trong các ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 3 tại xã Tùng Vài, huyện Quỳnh Bạ, Văn phòng Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai phối hợp với Văn phòng Đại diện Action Air quốc tế tại Việt Nam và Quỹ hỗ trợ chương trình dự án an sinh xã hội Việt Nam đã tổ chức hội nghị xây dựng kế hoạch giai đoạn 2025-2030. Quản Bạ là một trong những địa phương được tổ chức Action Air hỗ trợ triển khai chương trình phòng chống thiên tai dựa vào cộng đồng từ năm 2007. Chương trình đã hỗ trợ hai thôn Suối Vui, Bản Thăng, xã Tùng Vài, hai công trình đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời và cầu chống lũ. Đến nay, 100% các xã tham gia chương trình đều có kế hoạch phòng chống thiên tai chủ động. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là cơ quan chịu trách nhiệm điều phối các nỗ lực chuẩn bị và ứng phó với thiên tai cấp địa phương. Theo đánh giá, đây là chương trình được địa phương ưu tiên thực hiện giúp nâng cao tính chủ động của cộng đồng trong phòng chống thiên tai. Chương trình được đưa vào ngân sách hoạt động hàng năm của địa phương và được phổ biến rộng rãi đến các cộng đồng dân cư khác. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Quản Bạ mong muốn các tổ chức tiếp tục hỗ trợ về thúc đẩy chuyển đổi số ngành nông nghiệp theo hướng nông nghiệp thông minh, nông nghiệp số thực hiện tốt công tác quảng bá, giới thiệu xúc tiến thương mại cho các sản phẩm nông nghiệp, bảo vệ, khai thác hợp lý, hiệu quả tài nguyên rừng, đảm bảo sự hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường, kết nối và phát triển các tour tuyến du lịch. Ngày mùng 1 tháng 3, Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Bắc Quang kiểm tra các điểm mỏ khoáng sản tại xã Việt Hồng, Tiên Kiều thực hiện các công văn của ủy ban nhân dân tỉnh và kết luận thanh tra sở tài nguyên môi trường về tăng cường công tác quản lý tài nguyên và môi trường kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường theo thẩm quyền ra soát danh giới diện tích đã thu hồi đất theo quyết định của ủy ban nhân dân huyện bắc quang trên cơ sở đó có biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với phần diện tích nhà nước đã thu hồi nhưng người dân chưa nhận tiền bồi thường chưa bản giao đất qua kiểm tra thực tế đến nay các điểm mỏ đã dừng mọi hoạt động khai thác, các lán trại và phương tiện máy móc đã tháo dỡ và di chuyển ra vị trí khác. Tại buổi làm việc, thường trực Ủy ban nhân dân huyện đề nghị ngành chuyên môn và các xã tăng cường công tác quản lý nhà nước, xử lý nghiêm nếu có sai phạm. Ủy ban nhân dân hai xã cần triển khai việc cắm biển, cấm khai thác vàng tại các điểm mỏ, có văn bản chỉ đạo các thôn tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân thường trực quỹ ban nhân dân huyện giao cho phòng tài nguyên môi trường chủ trì tham mưu cho ủy ban nhân dân huyện về thủ tục phương án đề xuất xử lý các điểm mỏ thông tin công ty tổ chức thao dỡ nhà xưởng máy móc vật liệu đổ thải tại bãi tập kết của công ty khoáng sản vàng hà giang đối với diện tích khai thác tại xã thiên kiều đã dừng khai thác nhưng chưa phục hồi hiện trạng ngành chuyên môn tham mưu cho huyện đề xuất tỉnh chi trả nguồn ký quỹ để phục hồi hiện trạng điểm mỏ có biện pháp gian đe nghiêm cấm người dân không tổ chức khai thác nhằm tránh các vụ việc tai nạn đáng tiếc xảy ra. Thời tiết nồm, độ ẩm cao là môi trường lý tưởng để các loại sâu bệnh hại trên cây trồng phát triển. Do đó, huyện Quản Bà đã chỉ đạo các xã thị trấn vận động nhân dân thực hiện nhiều giải pháp phòng chống sâu bệnh hại trên cây trồng. Qua bám sát ruộng đồng của các địa phương, ghi nhận tỷ lệ cây trồng nhiễm sâu bệnh hại là rất ít trong tầm kiểm soát. Đối với diện tích hoa màu như cây ngô sớm, cây đậu cô ve, thời điểm này đang trong thời kỳ sinh trưởng phát triển mạnh mẽ. Đối với diện tích cây ăn quả ôn đới, nhân dân chủ động phòng ngừa một số loại sâu như sâu đục thân, sâu ăn lá, bệnh thán thư thực hiện tỉa các nhánh cây bị nhiễm sâu bệnh, tiến hành quét vôi trên thân cây để phòng, ngừa, tích cực xới cỏ và bón phân chuồng hoai mục để tạo đất xốp. Riêng tại một số khu vực có khí hậu thường xuyên hạn hán vào mùa khô như Lùng Tám, Cán Tỉ, Bát Đại Sơn, huyện đã khuyến cáo nhân dân đưa các giống ngô chịu hạn vào gieo trồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia vừa qua phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện bắc mê đã phối hợp với phòng dân tộc và ủy ban nhân dân thị trấn yên phú thực hiện nghiệm thu bàn giao mô hình trồng hồi phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị để chiết xuất tinh dầu gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn thị trấn yên phú đây là mô hình được triển khai thực hiện từ tháng 1 năm 2024 thuộc dự án 3 chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chương trình được triển khai tại thôn Giáp Yên và Lùng Éo, thị trấn Yên Phú với tổng số 55,5 hectare. Số hộ tham gia liên kết 54 hộ đều thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tham gia chương trình, mỗi hộ được hỗ trợ 80% vốn, đối ứng 20% trong thời gian 3 năm không lãi để phát triển sản xuất. Cấp trên thì tạo điều kiện để giúp đỡ cho bà con thì cái giống để bà con để trồng nhân dụng ra. Để triển khai thực hiện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bắc Mê đã ký kết với công ty trách nhiệm hữu hạn Bình An 286 thông qua tổ hợp tác cung cấp dịch vụ đầu vào cho các hộ tham gia, thực hiện hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế, chế biến, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng của tinh dầu. Sản phẩm của tổ hợp tác và hộ tham gia kế hoạch sẽ được tiêu thụ 100% thông qua hợp đồng. Thời gian hợp đồng liên kết từ 3 đến 5 năm riêng tại thị trấn yên phú thì ở lũng éo là thực hiện 30,5 ha và ở giáp yên là 25 ha và doanh nghiệp là ký cam kết là uh, giống đưa đầu giống phân bón và thuốc bảo vệ thực vật kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm cho bà con mục tiêu của mô hình nhằm đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật đưa cơ giới hóa vào sản xuất giúp tăng năng suất sản lượng chất lượng hiệu quả sản phẩm giải quyết việc làm ổn định, nâng cao thu nhập và đời sống cho nhân dân. Các hộ dân thì cũng có nhu cầu trồng cây hồi thì thị trấn cũng triển khai và để cho các hộ đăng ký thực hiện theo cái chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ cho người dân để đảm bảo là phát triển cây hồi để tạo thu nhập cho người dân sau này. Việc phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị trồng hồi để trưng cất tinh dầu trên địa bàn thị trấn Yên Phú là một hướng đi đúng đắn nhằm phát triển vùng nguyên liệu sạch, đảm bảo đáp ứng các quy chuẩn trong sản xuất, từ đó không chỉ đáp ứng nhu cầu của thị trường mà còn hướng tới xuất khẩu. Sáng ngày 4 tháng 3, Trung tâm Bồi dưỡng Lý luận Chính trị thành phố Hà Giang đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới gắn với chương trình đào tạo sơ cấp lý luận chính trị đợt 1 năm 2024. Tham gia lớp học có hơn 100 học viên đến từ 8 xã phường và các trường trung học phổ thông chuyên, trung học cơ sở, trung học phổ thông nội chú tỉnh, trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp tỉnh, đảng bộ công an tỉnh. Trong thời gian 19 ngày, các học viên sẽ được học 10 chuyên đề theo cuốn giáo trình của Ban tuyên giáo Trung ương Biên soạn thông qua lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới gắn với chương trình đào tạo sơ cấp lý luận chính trị nhằm trang bị cho các đồng chí đảng viên những kiến thức cơ bản cốt lõi về chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng việt nam và về nhiệm vụ của người đảng viên trên cơ sở đó mỗi đảng viên sẽ tự xây dựng kế hoạch phấn đấu rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức và xứng danh đảng viên đảng cộng sản việt nam Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tối ngày 3 tháng 3, Đoàn nghệ thuật Nhá Tuồng Việt Nam đã có chuyến công tác biểu diễn phục vụ bà con nhân dân tại huyện Vị Xuyên. Chương trình có sự tham gia biểu diễn của gần 30 nghệ sĩ diễn viên. Chương trình có nhiều tiết mục âm nhạc, hiệu ứng sân khấu hiện đại đã mang đến nhiều cảm xúc sâu sắc trong lòng người xem. Tuồng là bộ môn nghệ thuật cổ điển và bác học bậc nhất Việt Nam. Ngày nay, môn nghệ thuật này vẫn được coi là quốc hồn quốc túy của dân tộc. Việc đưa nghệ thuật tuồng đến với bà con vùng sâu, vùng xa thông qua các buổi biểu diễn không chỉ giúp đưa tuồng cổ tiếp cận với khán giả mà còn hướng đến mục tiêu xa hơn là quảng bá hình ảnh và nghệ thuật truyền thống của dân tộc, góp phần bảo tồn nghệ thuật tuồng cổ. Từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 3 tháng 3, xã Ngọc Đường, phường Quang Trung và phường Trần Phú, thành phố Hà Giang đã tổ chức giải bóng truyền hơi mừng Đảng mừng Xuân chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở nhiệm kỳ 2024-2029 chào mừng kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ và 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Giải đấu là hoạt động thiết thực hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Giải có sự tham gia của gần 300 vận động viên là cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên, nhân dân đang công tác, lao động, học tập và cư trú trên địa bàn các xã, phường thuộc thành phố Hà Giang. Theo đó, xã Ngọc Đường và phường Quang Trung có 9 đội, còn tại phường Trần Phú có 12 đội nam nữ tham gia thi đấu. Theo hình thức chia bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, các xã, phường sẽ chọn các đội có thành tích tốt của các bảng thi đấu vòng tiếp theo. Qua giải đấu tạo môi trường giao lưu học hỏi, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tờ lớp nhân dân, góp phần thể hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Cùng với mục đích như trên, trong các ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 3, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê cũng đã tổ chức giải bóng truyền gia nam và bóng truyền hơi nữ trong công nhân, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập thị trấn Yên Phú. Giải năm nay thu hút sự tham gia của 8 đội bóng nam và 10 đội bóng nữ với trên 150 vận động viên đến từ các thôn bản, tổ dân phố. Các đội được chia thành 4 bảng và thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm, chọn đội nhất nhì các bảng thi đấu bán kết và chung kết. Các trận thi đấu đã cống hiến cho khán giả những đường bóng hay, kịch tính, đẹp mắt thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ. Kết thúc giải, ban tổ chức trao một giải nhất, một giải nhì, hai giải ba cho các đội nam nữ đặt giải. Đây là hoạt động nhằm nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức lao động và nhân dân, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Hòa chung khí thế thi đua sôi nổi của tuổi trẻ các cấp hưởng ứng tháng thanh niên năm 2024, đoàn viên thanh niên huyện Đồng Văn đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, phát huy vai trò sung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên để các phong trào thực hiện có hiệu quả. Huyện đoàn Đồng Văn đã xây dựng kế hoạch tổ chức chuỗi các hoạt động tại nhiều địa phương như triển khai các công trình phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, công trình thắp sáng đường quê và thắp sáng đường biên. Bạn thân tôi cũng rất là vui ạ. Thì tôi sẽ huy động đoàn viên thanh niên để cố gắng phát huy được cái nhiệm vụ mà được chính quyền cất ủy chính quyền giao phó cho đoàn thanh niên xã. Trong tháng thanh niên, nhiều hoạt động được tổ chức phong phú, sinh động, phù hợp với điều kiện thực tế, tác động đến nhiều nhóm đối tượng thanh niên. Tiêu biểu như tại xã Lung Cú, lực lượng đoàn viên thanh niên trực tiếp tham gia làm đường bê tông nông thôn tại thôn Thèn Pả với chiều dài tuyến đường là 3 km. Ngoài ra còn tổ chức chương trình thắp sáng đường quê, dọn dẹp vệ sinh môi trường và tặng quà cho nhân dân. Phương châm của tổng công ty chúng tôi là xây dựng cuộc sống mới thì mong muốn là những người trẻ của Viettel và những người trẻ thanh niên của chi đoàn công trình Viettel không chỉ làm tốt công việc của mình mà có thể đóng góp nhiều hơn cho quê hương của mình. Bám sát điều kiện thực tiễn tại địa phương, các tổ chức cơ sở đoàn trên địa bàn huyện Đồng Văn đã có những cách thức hoạt động hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội. Trong đó có thể kể đến như các chương trình an sinh xã hội, hoạt động tăng gia sản xuất, thanh niên lập thân, lập nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Qua đó đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc kết nối tập hợp lực lượng thanh niên. Hôm nay cũng đã huy động với 100% các cơ sở đoàn trên địa bàn toàn huyện. Các đồng chí cũng đã tích cực hưởng ứng và tham gia đầy đủ tất cả các đoàn viên thanh niên trên địa bàn để đến để hỗ trợ cho bà con nhân dân trên địa bàn thôn Thiện Phả để xây dựng tuyến đường. Với tinh thần nhiệt huyết, sung kích, tháng thanh niên tuổi trẻ huyện Đồng Văn đã và đang tạo nên những điểm nhấn đánh dấu cho nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực. Đồng thời, những công trình, phần việc tuổi trẻ huyện nhà được triển khai sâu rộng từ huyện đến cơ sở, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong đoàn viên thanh niên. Bản tin cơ sở của Đài phát thanh truyền hình Nga Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.